từ 3 tuần trở thành 4 tháng. Bây giờ lại bị đóng cửa tiếp tục, này là lần thứ 3. Sự mình cũng không biết mình làm như thế nào. Trời ơi, vợ chồng mà cãi lộn rồi, nó chuyện bình thường luôn. Tại vì mình bị stress quá độ đi. Nó là bế tắc. Gia đình chị Phương ở Berlin đã phải đóng cửa hàng của mình suốt 8 tháng nay. Dù sống ở đây đã 35 năm, nhưng đây là khoảng thời gian chị luôn tự hỏi mình nên quay trở về Việt Nam tránh dịch hay cố gắng trụ lại nước Đức và tiếp tục cầm cự. Đối với chị, đó là một bài toán khó giải. Tôi cũng không biết là giải quyết như thế nào. Trước mắt thì cũng vẫn cứ bữa thì cơm, bữa thì bánh mì. Nói chung cũng không còn hứng thú gì về vấn đề ăn uống hay chơi bời giải trí gì nữa cả. Nói chung là cãi nhau về tiền bạc rất là lớn. Tại vì khi mà xảy ra thì hai chồng không có saving. Cho nên là tụi em là sống trong cái credit card trong vòng 3 tháng. Cho nên là mình cứ khi mình thấy con nợ mà cứ lên mình chịu không nổi. Không chỉ ảnh hưởng đến kinh doanh, đại dịch còn tác động mạnh đến việc học tập của sinh viên ngành này. Hơn một năm trước, Nguyễn Ngọc Trâm lặn lội từ Dechin lên thủ đô Praha làm bồi bàn để tiết kiệm tiền đi học nghề làm móng. Sau một thời gian tích cóp, cô đăng ký tham gia khóa học tại trung tâm Romance Beauty. Thế nhưng, mới học được 3 tháng thì trung tâm phải đóng cửa vì đại dịch ập tới. Mình may mắn được chỉ chỗ ở tại tiệm mình học móng, cho ở lại làm và trả lại tiền học cho mình. Bây giờ hai chị em chỉ phải đùm bọc nhau để vượt qua đợt dịch này. Bây giờ cũng không quan trọng là đâu là chủ, đâu là thợ, mà cũng chỉ quan trọng là bây giờ có việc làm là ok và cũng chỉ trả được một cái mức lương để làm sao họ có thể vượt qua được cái giai đoạn này, kiểu như là dựa vào nhau để sống. Cái đặc thù của cái nghề nail ở nước Anh này là cộng đồng mình làm như là cái hộ gia đình vậy đó. Anh em, bạn bè hỗ trợ lẫn nhau thôi, thì tới đâu hay tới đó. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh như hiện nay, lo lắng, bất ổn là tâm trạng chung của cộng đồng làm móng ở nhiều nơi. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết lá lành đùm lá rách, họ vẫn đang nỗ lực cầm cự, chờ đợi một tín hiệu khả quan vào một ngày không xa.